xúc xích pony dai giòn sực sực tiêu chuẩn châu Âu. Đối với Tâm, định nghĩa rich kid rất đơn giản thôi, đó chính là những đứa con được sinh ra trong gia đình có điều kiện. Cho dù là họ có 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, nhưng nếu họ được sinh ra sẵn ở trong gia đình có điều kiện thì Tâm nghĩ là họ vẫn nên được gọi là rich kid. Mọi người hay nói là rich kid là được sinh ra vạch đích, mà Tâm thấy không đâu có đúng đâu, tại vì Tâm thấy là tất cả mọi người được sinh ra bệnh viện mà. Tâm thấy rich kid là được sinh ra ở gần vạch đích chứ không phải là ở ngay vạch đích. Họ có nhiều điều kiện để mà tới cái đích sớm hơn thôi. Còn để mà nói về được sinh ra là ở ngay cái vạch đích đó là vô lý, bởi vì là không ai sinh ra đã có thể có được hết tất cả mọi thứ được. Nhất là cái kiến thức. Thì rich kid cũng như vậy thôi, họ cũng phải rất cố gắng đọc sách học hành này nọ thì mới có được những cái điều đó. Chứ đâu phải là xuất sinh ra mà có sẵn đâu. Không bao giờ. Từ năm Tâm 3 tuổi là Tâm đã đi nhà thiếu nhi rồi. Nhà thiếu nhi Khánh Hòa. Tâm đã đi hát trong suốt khoảng thời gian từ 3 tuổi đến năm 11 tuổi luôn. Vào đây rồi thì bắt đầu Tâm đi học trường mới, trường quốc tế, thì là Tâm bị bỡ ngỡ, bị khó khăn rất là nhiều thứ, cho nên là Tâm đã ngưng lại để tập trung vào học thôi. Khoảng năm 16 tuổi thì Tâm bắt đầu Tâm đi hát. Đi hát rồi thì mới thấy là mình không thích hát như mình tưởng. Cho nên là nó cũng là một cái rất là bất ngờ với Tâm, đó chính là đi hát xong một show thì bắt đầu mình bỏ nghề luôn, mình không còn nhu cầu, mình cảm thấy là mình không đủ đam mê để mà theo nghề. Nên tới một ngày lúc đầu là hát thấy ghê luôn. Tâm học đàn từ bé, thì là lớn lên Tâm vẫn duy trì cái việc học đàn piano. Sau này lớn lên Tâm học thêm đàn tranh, thì là Tâm vẫn duy trì cái chuyện đó. Còn lại là hát là coi như là cho lên đường lâu rồi. Có một cái MV Tâm sắc tắm, nhưng mà là hát lực hát kỷ niệm thôi, hát cho vui thôi. Tâm chỉ có khả năng hát vui thôi chứ không có khả năng hát hay, cho nên là MV cũng là MV vui thôi. Nhưng mà rất là nhiều người, trong đó có anh Thiên, chê Tâm là Tâm không có nhịp. Tâm không đồng tình với chuyện đó, bởi vì Tâm tin là Tâm có nhịp. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Mỗi người đều có một cái nhịp riêng mà, đúng không ạ? Nói chung là khi về tới nhà rồi á, là Tâm không thích nói chuyện gì với ai hết, chỉ thích về lại trong phòng và chơi với một mình thôi. Tâm cảm thấy khi là mình đã về nhà rồi, mình muốn làm gì ở trong đó là mình cũng không có ngại. Đối với Tâm đó mới là cái nhà. Thì là về ở nhà Tâm hay chìm vào một cái không gian riêng. Tâm làm đủ cho một mình hết và Tâm cảm thấy như vậy rất là thoải mái và an toàn. Ba tính từ Tâm, tự nhận xét về Tâm hả? Đầu tiên đó là cái mà mẹ Tâm hay nói Tâm, đó chính là khùng. Tâm nghĩ Tâm ham học. Trong thời gian dịch vừa qua, Tâm cố gắng học thêm ngôn ngữ mới. Mình có nhiều thời gian mà, thì mình ráng mình học càng nhiều lớp về ngôn ngữ càng tốt. Và cái ngôn ngữ mà Tâm học đó chính là tiếng Hoa, tiếng Trung Quốc. Ta cha họ, wǒ jiào Qing Xin, wǒ shì Yan Yuan, rén shì nǐ mén hěn gào xīng. Bonjour, je m'appelle Tâm. Je suis actrice, enchantée de faire votre connaissance. Tâm mới vừa học thêm vài lớp tiếng Pháp. Trước đây Tâm đã từng học rồi, và tiếng Pháp cũng rất là hay, nên Tâm đang bắt đầu học lại. Và cái thứ ba đó chính là Tâm cũng dễ thương. Một chút xíu. Trong cái định nghĩa rich kid á, Tâm cảm thấy cái định nghĩa mà không giống Tâm nhất, đó chính là vung tiền vào cửa sổ. Tâm thích những cái gì mà nó hơi khác thường một chút xíu. Em báo này Mel đừng hết hồn nha. Chuyện gì? Em định tổ chức tiệc. Chừng nào? Mai. Gì? Ngày mai làm. Đúng rồi. Em định làm tiệc như thế nào? Em định đi ra ngoài đường làm tiệc chứ không có ở nhà nữa. Kiểu vậy thì cũng được, nói chung mai cũng được. Đâu, làm tiệc là phải làm thực sự là làm tiệc chứ đâu phải là tới xong rồi gọi món ăn đâu.
full option, chứ không phải là tới ngồi gọi món. Tới ngồi gọi món là thành đi ăn bình thường rồi, chứ đâu phải là tổ chức tiệc nữa. Trong cái định nghĩa rich kid á, Tâm cảm thấy cái định nghĩa mà không giống Tâm nhất đó chính là vung tiền vào cửa sổ. Vậy mà ngày mai làm á là sát lắm luôn rồi đó. Rồi đồ full option concept này nọ. Em tin Mel thôi làm được. Mặc dù đã quen với những cái chuyện mà Tâm hay ngẫu hứng rồi, nhưng thật sự là trong lòng mình cũng rất là lo lắng. Bởi vì Tâm là một người có cái tính rất là kỹ tính, rất là cầu toàn. Quan trọng là cái kiểu mà em muốn cái tiệc mình nó như thế nào kìa. Lâu rồi không được ra ngoài mà, cho nên Tâm muốn mang một cái khu vườn nho nhỏ vào trong cái khu vực tiệc, hơi tropical một chút. Em chọn được chỗ chưa? Em chưa. Ê quên nữa, bây giờ nha, tính cho dữ vô nhưng mà chưa có rượu bạn là tiệc nhiều khi tổ chức ra là không biết có ai ăn luôn á. Rủ bạn liền đi coi bạn rảnh không, nhắn rủ liền đi chơi. Sau khi Primmy theo chồng bỏ cuộc chơi và bỏ lại Tâm một mình bơ vơ thì Tâm đã tìm được một nhóm bạn mới này. Tâm cảm thấy là rất may mắn bởi vì là nhóm bạn mới này với Tâm siêu hợp luôn. Hợp từ cách ăn, cách uống tới cách nói chuyện. Tâm nghĩ cái dịp này là một dịp tốt để tổ chức một cái tiệc gặp gỡ bạn bè, để cho Primmy thấy là Primmy đã sai lầm khi mà theo chồng bỏ cuộc chơi và bỏ Tâm. Riêng về cái thâm niên thì thật ra là ST biết Tâm được khoảng gần chục năm. Bởi vì ST và Tâm là được học chung với nhau trong trường JRB, đã quen Tâm từ khi mà Tâm còn đang đi học cơ. Những người bạn có cùng sở thích và có đường hướng và hoài bão giống nhau. Với Ngọc Thanh Tâm thì chắc là em ấy, ST mình cũng biết là em ấy đang muốn gì. Tại vì Kim không có em gái nên là luôn xem Tâm như là một người em gái trong gia đình, cưng Tâm hết mức. Chính vì vậy cho nên là hay bị Tâm ăn hiếp lắm. Thiên với Tâm quen nhau cũng rất lâu rồi, nhưng mà mới thân cách đây một năm trở lại đây thôi. Thực sự ra là lúc mà biết nhau thì trên một cái tinh thần là đồng nghiệp gặp nhau thôi, thì không nghĩ nhiều. Nhưng mà trong quá trình gặp nhau, chơi thân nhau và quen biết nhau khoảng một thời gian rồi đó, thì mình mới hiểu được tính cách của nhau và mình cảm thấy là đây là một người rất là thú vị. Huy Anh và Tâm bạn với nhau cũng cỡ được 5 năm. Vừa gặp nhau được mấy lần ở những cái buổi tiệc, cũng là những buổi tiệc của anh em trong nhà, sau đó là biết nhau và thấy cùng một độ điên với nhau. Thế là chơi đến bây giờ, và đến bây giờ thì cũng xác nhận là cái độ điên càng ngày càng tăng hơn. Khùng. Hầu như là ai không chặt chém chắc không chơi được trong nhóm này. Cái ấn tượng đầu tiên khi Mai tiếp xúc với Tâm á, là Tâm là một cô bé rất là ngoan. Lúc đó Mai gặp Tâm thì Tâm có nói với Mai một câu là Mai nhớ hoài. Nói chung là em cũng có nhiều trợ lý rồi và không ai làm việc với em quá một năm hết. Em không biết là tại em hay là tại người ta hay như thế nào. Thì lúc đó Mai cũng cười thôi, mình cũng không biết nói gì, mình nhớ câu đó hoài. Và Tâm rất là dễ thương. Và đến bây giờ thì Tâm vẫn thẳng thắn và dễ thương y như vậy. Xúc xích pony. Ngon em? Ngon. Dai dòng sực sực. Thơm lắm luôn á. Alo anh Long ơi, anh dậy chưa? Dậy rồi sao? Tâm á định làm một cái buổi tiệc, nói chung là mình cũng có nhiều thời gian để chuẩn bị, nên là em gọi, em tranh thủ em gọi bác anh liền luôn á. Ừ, nhiều là bao nhiêu? Thì chắc là tối mai mình tổ chức tiệc á anh. 30 tiếng. Nghĩa là ba. Được, em nói Long là được hết, cái gì Long cũng làm được luôn á, nên là Long đừng có lo. Tâm định tổ chức một buổi tiệc với lại bạn thân, bạn bè của Tâm á, ở Đài Loan á. Thì tụi em đang định là kiểu trang trí các thứ mình làm cho một cái buổi tiệc này nó cũng đặc biệt. Tâm đưa rất là nhiều thứ và muốn mình phải thực hiện trong một cái thời gian ngắn như vậy. Và mọi thứ yêu cầu của Tâm rất là cao, từ trang phục, từ trang trí, món ăn, các thứ, mọi thứ đều phải chỉnh chu và hoàn hảo. Thì lúc đó Mai thực sự là không biết mình sẽ phải làm như thế nào đây. Thực sự là đôi khi Tâm cảm thấy mình may mắn lắm mới tìm được một chị trợ lý giống như vậy. Bây giờ cho dù nó khó khăn như thế nào mình cũng sẽ làm thôi, và cũng sẽ như mọi lần là sẽ làm được. Khi mà Tâm gọi để tổ chức một cái bữa tiệc như này rất là bất ngờ. Chưa bao giờ được Tâm mời một cái bữa ăn nào, nên sẵn sàng
rời một trễ một ngày để đi Mỹ, lẽ ra bây giờ thế nào ở Mỹ rồi, để ở lại ăn cái bữa tiệc free do chính Ngọc Thanh Tâm tổ chức để xem thế nào. Khi mà Tâm thông báo cho Đăng là chuẩn bị sẽ tổ chức một buổi tiệc, Tâm phải là làm hết tất cả mọi thứ đó thì nó gần như là không thể. Đối với Đăng, Đăng không tin. Nói chung là mình đang rất là tò mò, không biết là hôm nay cô sẽ làm một cái, có chiêu trò, có một cái âm mưu gì đây. Rất là hồi hộp, tại vì công chúa Chùm Sò không bao giờ tự đãi một cái buổi tiệc mà mời mọi người, thì không biết là em ấy chuẩn bị làm cái gì. À, Tâm ơi, em kiểm tra coi có quên gì không? Quên gì? Không, điện thoại. Tiền điện thoại có đủ chứ? Rồi, đủ. À, khẩu trang, khẩu trang. Chị cũng đang cầm cái. Đây, ủa cái này sạc một lần là được đi được cả ngày hả chị? Đúng rồi. Ý, Tâm thực tông kìa. Ừ, chị màu đen, em màu trắng. Đây, nhìn đây, nhìn cấp, 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 cấp. Còn 30 tiếng nữa. Ra là rất là khó đó mà hẹn được bạn em, bởi vì là mọi người ai cũng bận hết, cho nên là tiệc nó cũng hơi gấp. Là hôm nay em tới gặp mọi người là mai có tiệc rồi, thì khá là gấp. Mọi người như vậy nè, cũng bởi vì gấp như vậy cũng rất là khó đó mà hẹn mọi người, cho nên em muốn gọi là làm một cái gì đó nó đặc biệt một tí cho cái bữa tiệc này, chứ không phải chỉ là tới xong rồi ngồi ăn và rồi đi về thôi, thì nó cũng không có một cái điểm nhấn cho bạn em sau bữa tiệc được động lại nhớ về em. Em hy vọng là mọi người có thể giúp đỡ em cái phần này. Rồi, chắc chắn rồi. Chắc chắn. Dạ. Rồi trong cái set này nè, em muốn một cái món gì đó để mà em tự tay làm, em gửi bạn em á. Cái món nào mà em khả thi nhất. Có khả năng là mình sẽ với Tâm sẽ cùng nhau làm cái món bánh chocolate quýt. Wow, ok. Cũng hay ạ. À. Em nghĩ em ok. Em sẽ thử cái bánh này. Gì vậy? Sao anh thở dài vậy? Cố gắng hoan hỉ, hoan hỉ. Sao vậy? Bây giờ đây em nói gì, em muốn nói gì em nói đi. Em muốn nói rằng cho bao nhiêu đây món đồ, anh hãy cho em một cái váy hoặc bất kỳ một cái món đồ gì để mà mai em có một cái tiệc thật là hoành tráng. Bây giờ bài toán của cô ra cho tôi là bây giờ tôi phải đi lục cái tủ đồ của cô để tìm ra một cái gì đó khả dị đúng không? Yes. Cái số lượng quần áo các bạn thấy hiện tại là Tâm đã từng thanh lý rất là nhiều đợt rồi đó. Chứ còn không là bây giờ nó còn nhiều nữa. Thử nãy giờ muốn xỉu luôn á các bạn. Thử muốn chết luôn á. Mà không có một cái món nào ok hết. Chúng ta hay được xem những cái lookbook hay là những cái chiến dịch quảng bá có những cô người mẫu 1m8. Nhưng mà chúng mình phải chấp nhận một sự thật là chúng mình không bao giờ mặc được như những cô đấy cả. Tại sao em trao cho một bài toán mà không có lời giải vậy? Thì em thừa biết là trong tủ đồ của em không hề có cái gì có thể mặc được. Nếu mà có lời giải em tự giải rồi. Anh ơi, ủa chứ em gọi anh tới đây okay, làm gì? Ok, bây giờ em phải cho anh một cái công thức nào để anh đi giải cái bài toán này chứ. Anh hãy làm một siêu trí tuệ đi. Nếu mà đã là một cái dịp đặc biệt hẳn thì chúng ta sẽ chơi đến cùng. May mới nhá. Gì? Một cái đầm custom made riêng cho em. Riêng cho event luôn. May mới? May sao mà kịp? May hả? Kịp anh may sẽ, luôn. Anh sẽ nặn ra một cái tên nào đấy rất là khả dĩ. Lê Thanh Hòa. Chúng mình sẽ phải tìm đến một cái tên tuổi mà chúng mình biết chắc cái thành phẩm nó ra phải thật oách. Thế là nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Kiếm gì trời. Khi mà chúng mình có một cái sự đầu tư đủ đấy, anh nghĩ là người ta sẽ không từ chối đâu. Ok thì thử. Nói chung là Tâm cảm thấy là hơi nguy hiểm, bởi vì là đặt hôm nay mà mai tiệc rồi. Nhưng khách mời ai vậy? Lão Hùng nè, Lâm Bình Kim. Hả? Khải Đăng, ST, Quốc Thiên, mẹ em, Dương Hoài Vũ, Huy Anh, à Lê Thúy. Anh phải dàn khách mời nam hơi hơi hoang mang một tí. Sao vậy? Anh thề với em, anh cam đoan với em, ST sẽ ăn mặc như một quả cầu disco luôn.
ông ấy sẽ đi một đôi giày ít nhất là độ 5 phân. Chắc chắn luôn. Ác, đúng mét. Alo ST hả? Khả năng sẽ đẹp nhất khi không mặc gì. Nước da rám nắng, ngon. Wow. Alo Khải Đăng. Ok, riêng Khải Đăng em gọi được, em có thể nói thay ý anh được. Khi mà Tâm mới vừa bước vào á thì Tâm nhìn thấy cái bảng chữ nọ, Tâm rất là sướng, và bởi vì nó rất là đúng ý mình. Thì tới khi mà Tâm bước tới cái bàn á thì thấy những cái bông thiên điệu rất là cao như vậy, thì Tâm cảm thấy đó không có đúng ý Tâm. Anh ơi, cái này cao quá, em nhớ là em nói là chỉ có khoảng tầm 20 cm trở xuống thôi, như vậy nhìn mới ăn á mới thấy được nhau. Chứ như vậy thì cao lắm, một hồi khách tới xong rồi cũng bưng mấy cái này xuống cũng vậy à. Mà nến không có để ngoài như vậy mà là để trong cái hoa luôn á. Kiểu kết hợp lại thành một cái khối ở trên bàn vậy nè. Chứ không phải như vậy. Bây giờ hơi gấp để đổi chị Tâm. Nhưng mà hôm qua em có nói rõ mà, em đâu có duyệt mấy cái cây cao này đâu. Cũng hơi quạo nhẹ chút xíu bởi vì là cảm thấy là còn có mấy tiếng nữa là tới tiệc rồi. Hôm qua em nhớ là em nói là rất là thấp thôi, tại vì bạn bè thân thiết cũng không có ai thích mà có cây mà vướng em mặt gì hết á. À, dạ rồi, để em nói mấy anh em đổi cái mẫu khác cho chị Tâm. Chắc để tụi em sử dụng hoa tươi, cái loại mà tụi em đang decor bên phía ngoài này nè. Thì em sẽ với lại mua gấp thêm một số những cái loại hoa tươi khác để mình làm. Chắc là sẽ làm một cái lẳng hoa thấp hơn để dưới bàn với lại... Dạ, cỡ thấp như vậy nè, cỡ vậy thôi nè. Dạ rồi, dạ, 20 cm là nó sẽ khoảng tầm này. Ồ dạ, như, ok, dạ, đã 20 cm đúng rồi. 20 cm rồi, dạ. Rồi, để em tìm cách làm gấp liền cái đó. Dạ, gấp em đi chứ. Bạn em tới cũng bỏ hết trơn xuống dưới đó cả. Còn cái nến này cũng không được luôn hả vậy ta? Dạ không, thôi. Nó bị nhiều, trên bàn nó bị nhiều á. Thôi thôi, coi như là mình kết hợp làm sao đó để mà có nến ở trong cái hoa luôn, em thấy là cũng xinh. Chứ mà vừa nến vừa hoa, nó bị trịnh trọng quá. Bạn tới ăn cũng cảm giác nó bị mệt nữa. Ngay từ đầu Tâm đã bàn rất là kỹ, cho nên là không có lý do gì mà tự dưng là mình chấp nhận cách dễ dãi là ok, làm không được thì thôi bỏ luôn. Gấp hai cây lẳng hoa mới để ở trên bàn tiệc. Ủa anh ơi, phải mưa không anh? Gì vậy? Mưa thấy sấm chớp nữa. Anh mưa không anh? Mưa hơi lớn luôn á. Ôi trời đất ơi. Ở trong còn đủ để làm thêm lẳng hoa không? Gì với lại làm trời. Cái này nữa. Dạ đâu anh? Hoa trên bàn trước. Anh ơi, bây giờ cũng trễ rồi đó, kịp không? Làm kịp mấy cái Bây giờ em cho ngưng tay cái này lại, em cho làm lẳng hoa trước liền luôn. Cho kịp cái ở trên bàn chứ, xong rồi bày trí lại cái mẫu ở trên bàn. Dạ rồi, chứ em thấy hơi trễ rồi đó, em sợ không kịp á. Để cố gắng huy động anh em vô. Dạ, tự nhiên tối nay tới bàn khách thấy mấy cái bảng tên không cũng kỳ lắm. Em cảm ơn nha. Dạ, để em cố gắng. Dạ rồi. Mặc dù là có quạo gì đi chăng nữa thì tới bếp là cái cơn quạo nó cũng ở ngoài cửa bếp rồi. Tóc em, ok, dạ rồi. Thì thôi, sẵn chị Quyên gỡ mấy bộ móng này luôn đi. Thôi đây nè, chị móc từ đây nè. Đó, dạ, coi chừng nha. Em cho chi nó mềm ra. Xong rồi mình mới tiến vào cái phần đường bột để nó sẽ quyện lại. Dạ. Không, nó sẽ bằng tăng tốc độ lên chút. Dạ. Tâm. Em suốt ngày ở nhà em nấu chè, em làm bánh. À. Xong rồi em gửi bạn em. Giỏi rồi. Chút nữa Tâm sẽ thấy nó mịn ra, nó không có còn lợn cộ gì nữa. Dạ rồi. Và nó trắng lên, nó đục hơn chút. Vui quá. Em nôn tới cái phần này nhất trong ngày hôm nay luôn á. Trong cái phần này, trong khi chờ Tâm đánh nó mềm. Dạ. Chị Hằng sẽ meo cái này cách thủy. Trong đó vẫn có đường tiếp ạ? Vẫn có đường Tâm. Để cho lòng trắng và đường nó quyện lại và mình sẽ không có cái mùi tanh của trứng. Cho nên mình phải qua cái cách thủy. Thì là trong cái quá trình thì Tâm làm thì Tâm học được cũng ít nhiều là nguyên liệu nào. Chỉ có cái là cái khoa học đằng sau mỗi nguyên liệu Tâm không biết thôi.
Em làm kiểu mà làm như vẹt cái đó, là lên trên mạng xong rồi là người ta dạy gì làm nấy chứ không có, tức là không có hiểu rõ. Nhưng mà dạ hôm nay được học thêm. Theo em biết được là khi mà mình làm cái gì liên quan tới trứng á, mà cái gì mà có liquid nóng bên cạnh á, là mình phải đổ từ từ. Đúng không ạ? Chứ không trứng nó chín, nó bị lợn cợn. Vừa đổ em phải vừa quậy nó. Dạ, chứ không bị lợn cợn. Nhìn mấy cái show trên mạng á, mà thấy mọi người nấu ăn trong một cái không gian chuyên nghiệp á, thì mình cũng thích trộn nào. Ước gì mình được vô mình làm giống y như vậy. Để trộn này vô đây. Dạ rồi. Vô nha. Dạ, ok. Rồi đó. Đúng không ạ? Cũng chuyên nghiệp chứ đúng không ạ? Để vô, quay vòng cái vô giữa. Wow. Kinh nghiệm mấy tháng qua của em. Hợp tác vậy là giỏi rồi. Ngày xưa có mở tiệm bánh, online thôi nhưng mà xong em bận quá em dẹp luôn. Mình không thể nào mà mình so được với các anh chị làm bếp ở đó, nhưng mà mình tự tin là mình làm cũng ok. Đó, chờ đó là lý do tại sao mình phải đeo tập về. Về sự nghiệp bếp nút mà em phải đặt hai cái tập về màu đen bên Mỹ ship về. Dạ. Tôi thấy cũng vui vì đó là có sự chuẩn bị. Nhưng mà tập về thì ở Việt Nam có nhiều lắm, không có cần phải order từ bên Mỹ về đâu. Đúng không ạ? Được, nó bớt mạnh rồi. Thì nó sẽ đầy đó. À vậy hả? Em sợ nó bị... Năng lực học hỏi của Tâm ok. Vừa nói xong là Tâm đã làm được liền. Thì hôm nay là được tham gia vào trong bếp làm như vậy á, thì cảm thấy là cái bucket list của mình nó được check thêm một cái điều nữa. Với một người không chuyên về làm bánh mà lựa chọn bánh sô-cô-la quýt này để làm, đó là một cái lựa chọn táo bạo và có phần mạo hiểm trong đó. Còn bao nhiêu giờ nữa đến tiệc của mình rồi, Tâm có sợ không kịp giờ không? Ủa dạ, chất đông này là bao nhiêu tiếng thì nó mới đông ạ? Cái này đúng khoảng 5 đến 6 tiếng. Nếu mà tốt nữa là phải để overnight. Sao? Sao không ai nói với em điều này ạ? Biết vậy mình lựa món khác. Tiện tới lúc đó là cho mọi người ăn một cái món kem quýt thì cũng kỳ. Bây giờ nhiêu? 3 giờ 3 cộng 5 là bằng 8. Kịp không? Kịp. Bỏ vào tủ thật lạnh và đừng mở ra mở vào thì nó sẽ đông nhanh. Rồi mà giờ rồi mình sẽ đặt cái khuôn. Nhiều hả? Kịp không? Kịp. Nhưng mà hên là ok, cô nói sớm với mình biết. Mình cũng tính được là khoảng 4-5 tiếng thì tới lúc đó khoảng 8 giờ bắt đầu ăn đi. Thì khoảng 9 giờ thì nó đông cũng vừa, đúng không? Để giống lần này. Vâng, tiếp cho nghe điện thoại đi. Dạ. Alo. Alo, chị đây. Chị mới vừa nghe Thúy báo là hôm nay Thúy không có đến được cái buổi tiệc của em á. Ủa sao vậy? Sao vậy chị? Chị Thúy có việc đột xuất, chị chỉ nói như vậy thôi nên chị cũng không có rõ nữa, nhưng mà chị gửi lời là nói là sorry em nhiều lắm. Ủa chị kìa. Nó rất là bất bình thường. Nó rất là khác mọi ngày. Khác có gì bất ngờ. Cuộc chơi sắp bắt đầu rồi đấy. Rồi coi như là bão tố sắp đến đây. Bây giờ làm sao? Bây giờ cái này ủa ai? Ai tự làm mà nó sụp